Chắc có nhiều quý vị lần đầu tiên nghe qua bánh muffin nhãn nhục. Thanh biết bánh này qua một bộ phim của người Đài Loan. Thanh thích ăn nhãn nhục nên khi nghe tới bánh này nè, mình tò mò muốn làm ăn thử coi mùi vị bánh ra sao. Thanh thử làm bánh mới có 7 lần thôi quý vị, phối hợp với những nguyên liệu khác nhau và cuối cùng cũng ra một công thức rất ưng ý. Và Thanh rất vui để chia sẻ cách làm với quý vị trong vòng vài giây nữa. Đây là tất cả những nguyên liệu để mình làm món bánh nhãn nhục hạt mắc ca. Mình cần 160g nước cốt dừa, 3 cái trứng gà xay lớn, 3 muỗng cà phê tinh dầu mùi cam, 3/4 cốc nước nóng, 130g đường cắt nâu, 290g bột mì đa dụng, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột nổi baking powder và cộng thêm 1 muỗng cà phê bột baking soda hay còn gọi là thuốc muối, 120g nhãn nhục, 80g hạt mắc ca. Cho nhãn nhục vào trong bánh, khi nhai trúng miếng nhãn thì thơm, còn nếu mà chỉ bột bánh thôi đó thì Thanh thấy mùi vị cũng không có gì gọi là đặc biệt lắm, nên Thanh cho thêm là tinh dầu cam. Cho tinh dầu cam này, nguyên liệu chỉ là rượu và tinh dầu cam. Các chợ Mỹ có bán thường chợ để gần với các nguyên liệu để làm bánh. Và mình chỉ cần mua cái không cần hiệu này quý vị, miễn sao đó là tinh dầu cam là được. Thanh với mẹ chồng thì thích cái mùi cam này nè, mà ông xã Thanh thì thích mùi vani hơn. Nếu mà dùng vani á, mình cho vào là 1 muỗng cà phê chiết xuất vani. Nhãn nhục Thanh dùng hiệu của Tashima này. Nếu quý vị dùng nhãn nhục và đường giống hiệu thì cái vị ngọt của bánh sẽ ra giống như là bánh của Thanh làm. Còn dùng khác hiệu thì quý vị làm thử một mẻ bánh trước rồi điều chỉnh lại độ ngọt cho hợp với khẩu vị của nhà mình. Hạt mắc ca nếu mình mua được cái loại mà đã rang sẵn và được cắt thành miếng nhỏ rồi thì rất là tiện. Còn nếu không tìm được hạt mắc ca đó, mình có thể thay thế với hạt walnut hay là quả óc chó. Baking powder Thanh dùng loại double acting. Ở trong chợ có bán hai loại đó, single và double. Mình dùng double acting. Đường cắt nâu Thanh dùng hiệu CNH. Nhà không có cái cân và mình dùng nửa cốc để đông đường á, thì quý vị nhớ giùm Thanh là khi cho đường vào á, mình dùng cái muỗng và nhấn đường chặt xuống như vậy. Và mình sẽ đông lấy là nửa cốc đường cộng với 2 muỗng canh rưỡi đường, cũng nhấn chặt tay xuống. Những dụng cụ mình cần là một cái thau lớn, một cái thau nhỏ, một cây phới lòng, phới dẹt và một đồ múc kem. Đồ múc kem hay là một cái muỗng to tròn cũng được. Thanh thích dùng cái đồ múc kem là cái cây gạt này nè. Khi mình múc bột á, cây gạt này sẽ giúp cho bột được rớt xuống mà không có bị dính hay là bị nhiễu nhão messy. Và tất nhiên là mình không thể nào thiếu khuôn muffin. Này, cái khuôn này là có 12 cái bánh. Và mình cũng cần là 12 miếng giấy lót khuôn. Trước khi đem nhãn nhục đi ngâm đó, Thanh nghĩ mình nên dội rửa sơ qua trước. Mình cho nhãn nhục vô trở lại tô. Mình cho vô là 3/4 cốc nước nóng hay là 3/4 cốc nước sôi cũng được.
Mình sẽ ngâm tới khi mà nhẵn nhục nở to ra và mềm thì mình vớt ra và dùng cái nước ngâm đó để cho vô bột. Sau 20 phút ngâm á, thì nhẵn nhục đã mềm nở ra rồi. Mình vắt lấy nước. Đợi nước ngâm nguội xuống rồi mới cho vào hỗn hợp trứng. Nồi to mình cắt ra làm hai. Cái thau hay cái thố này to hơn nè. Thanh sẽ cho vô là 290 g bột mì đa dụng. Hai muỗng cà phê bột nổi và một muỗng cà phê thuốc muối. Nửa muỗng cà phê muối. Trộn đều các nguyên liệu. Rồi trong cái thau nhỏ hơn đó, mình sẽ cho những nguyên liệu như là 3 cái trứng gà, 130 g đường cát nâu. Nước ngâm nhãn nhục chừa lại những cái lợn cận, 160 g nước cốt dừa, ba muỗng cà phê tinh dầu cam hay là một muỗng cà phê vani tùy vào sự lựa chọn của quý vị. Mình có hai cái thau nguyên liệu, Thanh sẽ cho cái thau nguyên liệu ướt này vào trong cái thau nguyên liệu khô. Làm cái trũng ở giữa. Cho hết cái hỗn hợp nguyên liệu ướt vào. Trong các khâu làm bánh thì cái khâu trộn bột là quan trọng nhất. Mình chỉ cần trộn bột nhẹ nhàng tới khi mà thấy không còn bột sống nữa là được. Ở trong bột có gluten hay là tinh bột đó. Mà tinh bột khi trộn khuấy nhiều quá, bột sẽ bị dai và bánh không có được xốp. Trộn tới khi mà không thấy còn bột sống nữa là được. Rồi, anh nghĩ mình ngâm được rồi đó. Vị thấy không, bột còn vón mà lẫn cận nè.
Mà mấy cái lợn cợn này khi mà mình nướng lên nó sẽ tan hết nè, quý vị đừng lo nha. Mình đừng có trộn nhiều quá. Rồi bây giờ Thanh sẽ cho vô làm nhãn nhục. Mình cần chừa lại một ít để một chút xíu để cho nhãn nhục lên trên mặt bánh. Và hạt mắc ca mình cũng nên chừa lại một ít. Rồi mình trộn bột lên thêm 2-3 lần nữa thôi là đủ rồi. Quý vị thấy là cái bột bánh muffin này hơi lỏng một chút. Mà như vậy thì bánh của mình không có bị khô. Trộn bột xong rồi, bây giờ Thanh mở lò preheat và chỉnh lên 425 độ F, là 218 độ C đó. Khi nào mà đèn xanh preheat tắt là mình biết nhiệt độ trong lò đã nóng tới 425 độ F và mình cho mâm bột vào nướng. Mình sẽ chỉnh là 425 độ F, là tương đương 218 độ C đó. Là đèn preheat nổi lên và mình sẽ đợi tới khi nào mà cái đèn xanh preheat này tắt là mình cho bột vào nướng được đó. Nướng được khoảng chừng 5 phút, đợi tới khi mà bánh được nổ vung cao lên đó, có mặt bánh đẹp rồi thì mình giảm nhiệt độ xuống còn lại là 350 độ F và nướng tới khi mà bánh nhìn vàng đẹp là được. Trong lúc chờ đợi lò nóng lên 425 độ F á, mình sẽ cho bột vào trong mấy cái khuôn. Vét sạch bột luôn. Thì cái công thức này là đủ cho mình làm 12 cái bánh size standard. Là cái size vừa đó quý vị. Mình cho thêm ít nhẵn nhục lên trên mặt bánh. Rồi mình rắc một ít hạt mắc ca vào giữa mặt bánh. Cho cái mâm bột này vào lò nướng. Mình cho bánh vào ngăn giữa của lò nha quý vị. Để bánh nướng với nhiệt độ là 425 độ F khoảng 5 phút. Rồi sau đó sẽ giảm xuống còn lại là 350 độ. Nướng được 5 phút rồi. Bây giờ Thanh sẽ giảm nhiệt độ xuống còn lại là 350 độ F hay là 177 độ C. Và nướng tới khi nào mình thấy cái bánh được vàng đẹp á, là bên trong bột cũng chín rồi. Rồi bánh mình đã nướng xong rồi nè quý vị. Có cái màu vàng rất là đẹp. Tổng cộng cái thời gian nướng bánh là 20 phút. 5 phút đầu mình nướng với cái nhiệt độ là 425 độ F. Rồi sau đó sẽ giảm xuống còn lại là 350. Và nướng thêm khoảng chừng là 15 phút nữa là bánh chín. Thanh để trong trong khuôn khoảng chừng 2 phút cho bánh nguội xuống tí rồi Thanh lấy bánh ra cho lên trên vỉ. Để bánh trên vỉ và chờ bánh thật là nguội mới cho vào trong hộp để kín lại. Bánh muffin khác bánh bông lan ở cái chỗ là mặt bánh không có được láng. Bánh hơi nhìn sần sùi và cái lớp ngoài ấy nhìn giòn, có một lớp giòn đó. Còn bên trong thì có độ ẩm moist, bánh cũng xốp, hơi khi mình ăn ấy, cái bột bánh hơi dai một tí. Bánh mới nướng xong sẽ không có cái mùi thơm của mùi cam,
mình đợi bánh nguội xuống rồi đó, ăn bánh mới ra được cái mùi vị của cam và vị béo béo của nước cốt dừa. Thanh cắt bánh ra cho quý vị xem một bánh bên trong nè. Bánh Thanh có cho vào là một muỗng cà phê bột baking soda, cho nên bột bánh không có bị dense, không có bị như là bị nặng, bị chặt, như là mình không có bỏ baking soda. Bánh xốp, xốp cũng gần giống như là bánh bông lan thường đó. Bánh có độ ẩm moist, mềm và không có bị rời rạc á. Có độ dai nhẹ. Cho bột baking soda vô quý vị, ngoài giúp cho bột bánh được xốp hơn đó, nó còn giúp cho bánh có cái màu nâu vàng đẹp như vậy nè. Bánh để ngày hôm sau thì cái miếng giấy lót nè sẽ kéo ra được dễ dàng hơn. Bẻ bánh cho quý vị xem. Bột bánh quý vị thấy nó xốp không? Nè, xốp nè. Xốp có độ ẩm và hơi dẻo một tí. Hơi dai đó, nó dai đúng hơn. Bánh béo béo mùi nước cốt dừa và hạt mắc ca, thơm mùi cam và mùi nhẵn nhục khi cắn trúng miếng nhãn. Thanh hy vọng quý vị sẽ làm thử bánh này cho dịp lễ Thanksgiving. Thanh kính chúc quý vị ngày lễ tạ ơn thật hạnh phúc và ấm áp bên những người thân yêu. Thank you.